Chào tất cả các bạn, mình là Nhật Anh. Mình vừa mới hoàn thành một quá trình điều trị tại phòng khám cơ xương khớp SC Care. Hiện nay mình đã hồi phục lại và có thể hoạt động bình thường rồi. Hôm nay mình 23 tuổi, mình cũng còn khá là trẻ cho nên việc mình mắc bệnh về cơ xương khớp là một điều gì đó rất là bất ngờ với mình. Hơn nữa là mình còn rất là chú ý đến sức khỏe cho nên là mình có tập luyện một cách thường xuyên. Tuy nhiên thì do tính chất công việc của mình là phải ngồi nhiều cùng với việc tập luyện cường độ cao và đôi khi là sai tư thế nữa cho nên khiến cho các cái vùng cổ vai gáy của mình nó bị rất là đau mỏi nhức. Cơn đau nhói của mình nó càng ngày nó không chỉ dừng ở mỗi cổ vai gáy mà nó đã lan xuống đến vùng lưng và cuộc sống. Thì nhận thấy biểu hiện này, mình đã ngay lập tức liên hệ với các coach ở phòng tập SPT. Thứ nhất là để cho các anh có thể sửa lại tư thế tập cứng cho đúng để giảm thiểu cái rủi ro chấn thương đi. Thứ hai là nhờ các cái anh huấn luyện viên mà mình có thể biết đến buổi hội thảo cơ xương khớp của SCK mà từ đó mình có thể gặp gỡ tiếp xúc và sang thăm phòng khám SCK. Sau khi qua điều trị phòng khám SCK thì mình được bác sĩ kết luận là mình bị tổn thương sâu vùng cổ vai gáy. Hơn nữa thì vùng lưng và cuộc sống của mình cũng có dấu hiệu bị tổn thương ở đốt sống D12 và L1. Thực sự thì khi mà mình mới nghe tin này thì mình cảm thấy khá tệ, nhưng mà nhờ có sự tư vấn kỹ lưỡng của bác sĩ và sự hiệu quả trong từng buổi điều trị, trong suốt quá trình điều trị làm cho mình cảm thấy rất là an tâm. Tình trạng cổ vai gáy cũng như là lưng và đốt sống của mình đã cải thiện rất là nhiều qua từng buổi điều trị trong suốt liệu trình của bác sĩ. Thì mình cảm thấy rất là hài lòng bởi vì càng ngày cái độ đàn hồi của cơ nó cũng được cải thiện, cũng như là các cái vùng co xoắn của cơ cũng đã được giải tỏa hết. Và mình đã có thể tập luyện lại với cường độ tăng dần bình thường. Tuy nhiên thì bác sĩ cũng có khuyên mình là nên để ý đến cường độ tập một chút để tránh cái trường hợp là lại gây tổn thương cho cơ bắp. Trước khi mình qua điều trị tại phòng khám SCK thì mình đã có tìm hiểu trước một chút về các phương pháp điều trị cơ. Tuy nhiên thì khi sang đến nơi thì mình thật sự rất là bất ngờ bởi vì các bác sĩ chỉ điều trị bằng tay cùng với các máy móc để tác động vào các vùng cơ bắp tổn thương của mình, chứ không hề phải tiêm thuốc hay là cũng như uống thuốc gì cả. Nhưng mà tình trạng của mình càng ngày càng được cải thiện qua từng buổi điều trị trong liệu trình. Sau khi điều trị tại phòng khám SCK thì mình đã nhận ra được rằng là không phải còn trẻ là mình có thể ỷ lại vào sức khỏe của mình, mà mình phải rất là quan tâm đến sức khỏe của mình từ sớm, đặc biệt là các cái bệnh về cơ xương khớp. Trong quá trình sinh hoạt hàng ngày thì chúng mình cần phải để ý đến các cái tư thế nhỏ nhặt nhất, như là ngồi sao cho đúng tư thế hay là hoạt động thì không được hoạt động mạnh. Và đặc biệt là những cái bạn cũng đi tập gym giống mình thì nên chọn cho mình những địa điểm tập thật là uy tín và tập cùng với huấn luyện viên. Như mình thì hiện tại mình đang tập ở phòng tập SPT. Tại phòng tập thì các huấn luyện viên sẽ giúp cho mình có một tư thế tập luyện thật là đúng để mà giảm thiểu các cái rủi ro bị chấn thương trong tập luyện, cũng như phối hợp cùng với các bác sĩ tại phòng khám SCK để có thể lên cho mình một cái chương trình tập luyện thật là phù hợp với nhu cầu của mình, phù hợp với cái tình trạng cơ thể của mình, nhất là những bạn đang phục hồi sau chấn thương hay là đang có những tổn thương về cơ bắp. Mình rất cảm ơn SCK đã đem lại cho mình sức khỏe tốt.